Chào các anh chị, tôi là luật sư Vlog. Tối hôm nay chúng ta có hai nội dung để chúng ta cùng nhau trao đổi hay gì. Nội dung thứ nhất là nội dung về hôm nay tòa cũng tuyên hai cái vụ án miền Bắc cũng như là miền Nam. Thứ nhất là vụ án về bà Trương Mỹ Lan, thứ hai là vụ án của ông Đỗ Hữu Ca. Và thông qua hai vụ án này chúng ta thấy rõ ràng rằng như tôi phân tích về các cái lời khai đó, thì rõ ràng là nếu như chúng ta mà khai nó không đúng và khai nó gian dối và khai nó không có đúng sự thật, thì cái khả năng mà tòa án bản thân họ là những người đã học về chuyên ngành và họ là có kinh nghiệm xử lý, thì họ đọc hồ sơ họ sẽ thấy được rằng là trong lời khai chúng ta sẽ đúng hay là sai và lời khai đó có thật hay không. Bởi vì họ là những người có cái chuyên môn mới được nhà nước cho một cái quyết định để ban hành ra để cho họ là một người thẩm phán đại diện cho công quyền nhà nước để xử lý. Và như vậy thông qua hai vụ án của chỗ bà Trương Mỹ Lan với vụ án của ông Đỗ Hữu Ca đó, thì quý vị thấy là qua cái lời khai như hôm qua tôi phân tích thì ông Ca khai hoàn toàn là không có chính xác. Và sau khi một đêm về để suy nghĩ thì hôm nay ông Ca lại có một cái lời khai nó chính xác hơn và ông Ca đã nhận tội. Và từ cái việc nhận tội đó của ông Ca cho nên là viện kiểm sát cũng như tòa án có một cái mức án nó phù hợp hơn với ông Ca. Nếu như ông Ca mà vẫn giữ cái lời khai hôm qua là giữ tiền giùm mà giữ tiền tận 4 lần thì tôi tin rằng là mức án của ông Ca nó sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng mà rất may mắn là hôm qua thì về suy nghĩ về cái lời khai của mình, chắc có lẽ là được một cái sự tác động nào đó từ phía những cái người dân, hay là mình thấy sau khi mà về đó ông Ca có suy nghĩ thêm thì mới nhận thức được rằng là cái lời khai của mình nó không có lợi cho mình, thì ông Ca đã thay đổi lời khai ngày hôm nay. Tôi muốn điểm qua để quý vị thấy rằng là cái việc mà khai ở tòa đó không phải mình muốn khai gì mình khai đâu. Những gì mình khai là bản thân nó đã có từ trước, lúc mà người ta khởi tố vụ án và điều tra vụ án người ta đã có ghi lời khai hết rồi. Mình mà có lời khai nó đúng và nó đầy đủ thì cái có lợi hơn cho mình. Còn nếu như mình mà không có lời khai đúng và đủ đó thì bất lợi hoàn toàn. Tuy nhiên tính pháp lý chỗ này đó, tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị như thế này nè. Tôi sẽ có một cái ví dụ trước khi đi vào phân tích vụ án của ông Ca đó, thì tôi muốn hỏi quý vị để xem coi, cũng là một tình tiết đưa tiền, nhưng mà nếu như thực hiện là tội khác và không thực hiện là tội khác. Tôi ví dụ ha, trước khi đi phân tích tôi sẽ chia sẻ ha. Khi mà quý vị đưa tiền cho một người nào đó, quý vị nhờ người đó đưa hối lộ để cho người đó nhận tiền, xong rồi người đó sẽ hứa là đưa hối lộ cho mình để mình đạt được một cái mục đích gì đó cho bản thân. Rồi người ta nhận tiền xong rồi người ta không có làm, hoặc là người ta có làm. Thì bây giờ tôi hỏi với quý vị nè, nếu mà người ta nhận tiền của mình để đưa hối lộ để cái người đó đạt được mục đích gì cho mình, giúp mình, thì người đó tội gì? Tội gì quý vị? Còn nếu người đó nhận tiền của mình xong rồi người đó không làm thì tội gì? Nha, có tội đàng hoàng chứ mà không có đâu nha quý vị. Ví dụ mình nhờ ông Sáu đi, ông Sáu hàng xóm đi. Ông Sáu hàng xóm là người có mối quan hệ rất là thân thiết với nhiều người. Rồi lúc đó mình mới nhờ ông Sáu đó. Mình nói với ông Sáu, chú Sáu ơi, con có việc này con làm không có được, con nhờ chú Sáu cầm 5 tỷ chú Sáu giúp giùm con việc này. Thì ông Sáu ổng mới đồng ý. Và trước đó ông Sáu ổng cũng có nói, mày không làm được thì để đưa tiền đây, đưa 5 tỷ để tao làm giùm cho. Cái ông Sáu lấy mình 5 tỷ, xong rồi ông Sáu ông ấy đưa hối lộ, thì ông Sáu tội gì? Rồi ông Sáu lấy 5 tỷ của mình, rồi ông Sáu ổng không có làm giúp mình, thì ông Sáu có tội không quý vị? Có tội không? Theo như quý vị là có không? Một có hay không cho tôi ý kiến đi, trước khi mình bước vào cái bài phân tích này. Quý vị cho tôi ý kiến nha. Có tội không? Có đấy nhé. Chứ không phải là người ta lấy tiền của mình xong là không có tội đâu. Tôi bắt đầu vô bài phân tích nè, cho giúp cho những cái người nào
mà không am hiểu pháp luật đó, thì sẽ có thể lấy lại tiền hoặc là buộc người đó phải trả lại tiền cho mình à, chứ không phải là lấy tiền mình xong là được hết đâu. Bắt đầu vô bài phân tích nè, lấy tiền của mình xong rồi trước sau gì cũng có tội hết nha. Viện kiểm sát nhân dân bác đề nghị hưởng án treo đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Ông luật sư đồng nghiệp của tôi ổng bào chữa thì với cái mức án 10 tới 11 năm mà không biết sao ổng bào chữa là cho hưởng án treo. Cái đó thì ổng bào chữa thì có vẻ là hơi nặng tay ha. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bác lý lẽ của luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án là từ 10 đến 11 năm là quá nặng. Đồng thời khẳng định đề nghị của luật sư cho bị cáo Đỗ Hữu Ca được hưởng án treo và là không có căn cứ. Quý vị biết rồi, để được hưởng án treo đó, ít nhất là tòa tuyên quý vị phải là cáo trạng kia phải là 3 năm, hoặc là tòa tuyên á, mức án nó là 3 năm trở xuống thì mới có cơ hội là đề nghị xin hưởng án treo. Chứ còn trên 3 năm thì làm gì có việc là đề nghị xin hưởng án treo. Đâu quý vị? Quý vị nhớ cái bài tôi phân tích về cái chỗ chị Hằng hồi xưa đó. Lý do vì sao mà hồi xưa tôi phân tích cái chỗ đó mà rất là nhiều người phản đối và nói rằng là tôi tại sao tham gia bào chữa vụ án mà tôi nói là chị Hằng được bị tuyên 3 năm là có lợi. Tại vì họ không hiểu pháp luật, họ mới nói là tôi nói không đúng. Viện kiểm sát kêu án chị Hằng là 3 đến 4 năm. Nguyên tắc tòa xử phải là 3 năm rưỡi. Nhưng ở đây tòa đã ghi nhận toàn bộ những cái nội dung của luật sư bào chữa, ghi nhận toàn bộ của các luật sư mà nói với tòa án rằng là xin giảm án cho chị Hằng, trong đó có tôi. Tòa ghi nhận toàn bộ và tòa tuyên một bản án là 3 năm với chị Hằng. Như vậy là có lợi cho chị Hằng. Và khi đó tôi nói rằng là bản án 3 năm là nó phù hợp trong cái giai đoạn này, trong hoàn cảnh này, bởi vì là tuyên ở cái mức thấp nhất của viện kiểm sát kêu án là từ 3 năm đến 4 năm. Cho nên chị Hằng có thêm một cái lợi nữa, đó chính là mức án mà 3 năm là mình có quyền đề nghị xin hưởng án treo. Trên 3 năm là không có cơ hội, bởi vì luật quy định là trên 3 năm là không hưởng án treo được. Mình phải thẳng thắn với nhau thừa nhận như vậy, là án kia từ 3 năm trở xuống mới có cơ hội xin hưởng án treo. Còn án trên 3 năm là không thuộc trường hợp pháp luật cho phép. À, ngày 11 tháng 4, tại ngày thứ hai, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Tại phiên tòa, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc bản đề nghị mức án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho bị cáo Ca cho rằng mức án đề nghị là quá nặng. Theo đó, luật sư cho rằng tội danh của thân chủ mình chưa đến mức cần cách ly khỏi xã hội sau khi nhận 35 tỷ từ vợ chồng của Trương Xuân Đức, nhưng chỉ để ở trong nhà, không chi tiêu cá nhân và chưa tác động đến cơ quan đơn vị nào để xin chạy tội cho bị cáo Đức. Ngoài ra, việc vợ chồng Đức mang tiền tới nhà của bị cáo Ca là tự ý, chứ ông Ca chưa hề yêu cầu mang tiền tới. Số tiền này sau đó bị cáo Ca đã chủ động nộp cho cơ quan công an. Mặt khác, trong thời gian công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã có nhiều thành tích đóng góp cho xã hội, nên đã có nhiều cơ quan, đoàn thể, người dân có đơn xin giảm án cho bị cáo Ca. Luật sư bào chữa cho rằng mức án từ 10 đến 11 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca là quá nặng và đề nghị mức án treo đối với bị cáo này. Sau khi mà nghe cái phần bào chữa của phía luật sư đó, thì đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bác bỏ đề nghị cái án treo đối với ông Đỗ Hữu Ca. Theo đại diện Viện Kiểm sát, lý do hành vi của bị cáo Ca là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Lý do vì sao? Bởi vì bị cáo Ca là người của ngành cơ quan công an, từng là người của ngành đó ha, rồi là người am hiểu pháp luật và người đã là cái người đã tham gia về thủ trưởng của cơ quan điều tra mà lại là người vi phạm nữa, thì rõ ràng ông Ca phải biết hành vi này là vi phạm pháp luật nhưng ông ta vẫn cố tình làm cho bằng được, thì rõ ràng hành vi này nó đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Đó là nhận định của Viện Kiểm sát. Bị cáo cũng đã đồng ý với những tình tiết trong bản cáo trạng. 4 lần nhận tiền từ vợ chồng Trương Xuân Đức thể hiện việc
chấp nhận chạy tội cho Đức sau khi Ngọc Anh tới nhờ. Đó, người ta lập luận nếu như nhận một lần câu chuyện nó khác, nhận hai lần thì đâu đó câu chuyện nó sẽ khác đi một chút xíu, nhưng mà nhận đến bốn lần thì không thể nào nói rằng là mình không có chấp nhận chạy tội hết. Bởi vì cái mục đích của vợ ông Đức đến là để nhờ giúp đỡ, dùng cái từ gọi là giúp đỡ thì cho nó qua lá hẹ một chút. Còn nói chính xác như là viện kiểm sát nói rằng là chấp nhận chạy tội là gì? Là nhận tiền đó để đi giảm, đi tìm, đi làm cái gì đó cho giảm tội cho chỗ ông Đức. Nó trắng trợn ra đi đưa hối lộ đó, để giúp cho ông Đức là giảm án hoặc là thoát án. À, trong quá trình tiến hành tố tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cân nhắc mức án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Đối với đề nghị của luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Đỗ Hữu Ca bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận, vì khung hình phạt đối với bị cáo là từ 12 năm cho đến là 20 năm. Có nghĩa là khung hình phạt này nó không có chỗ nào mà 3 năm hết. Khung hình phạt này là nó ít nhất là gấp 4 lần cái khung thấp nhất để được có cơ hội hưởng án treo. Cho nên vì vậy đó là cơ hội để xin hưởng treo đó hoàn toàn là không có căn cứ. Anh chị nghe kỹ clip tôi nói về vụ án của chỗ chị Hằng lúc trước thì quý vị sẽ hiểu. Khi mình muốn đề nghị cho thân chủ của mình được hưởng án treo là ít nhất trong cái phần mà luận tội và cái cáo trạng đó, thì các tình tiết trong đó nó chỉ quanh quẩn ở cái mức án đâu đó là 3 năm đến khoảng 5 năm thôi. Cùng lắm là lên đến là 6 năm là cùng. Thì có thể tòa sẽ tuyên mức án là 3 năm rưỡi 4 năm. Thì nếu mình có thêm nhiều tình tiết nữa thì mình xin xuống là còn 3 năm là mức thấp nhất mới có cơ hội là án treo. Chứ bây giờ cái khung thấp nhất là 20 năm. Mà khung liền kề của 20 năm đó thì nó cũng đâu đó là 7 năm đến 10 năm. Thì làm gì có cái chuyện là xin hưởng án treo ở đây. Hưởng án treo khi và chỉ khi khung hình phạt nó lanh quanh lẫn quẩn ở cái khung là 3 năm đến khoảng 5 năm là cùng. Thì mới có cơ hội. Đằng này luật sư đề nghị đến mức án như thế này thì quá là vượt cái khả năng, và viện kiểm sát là bác bỏ đi là hoàn toàn có cái cơ sở của nó. Nghe quý vị ha. Rồi cái thứ hai nè, cái việc á, khi mà mình nhận tiền của người ta xong rồi mình hứa là mình sẽ đưa hối lộ để giúp đỡ cho người khác, nếu như mình nhận tiền xong rồi mình đi đưa hối lộ để mình chạy chọt là mình phạm cái tội là nhận tiền và đưa hối lộ. Cái chuyện đưa hối lộ để mà làm được cái việc hay không chuyện đó không biết, nhưng mà nhận tiền rồi mình đưa hối lộ là mình phạm tội về đưa hối lộ. Còn nếu mà mình nhận tiền mà mình không có làm thì có thể rơi vào hai trường hợp: một, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hai là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho nên đây là một trong những cái bài học cho mọi người. Mình đưa tiền cho người ta để người ta đi đưa hối lộ giúp đỡ cho mình thì mình cũng là người phạm tội. Nha quý vị, chứ không phải là mình đưa tiền cho người ta xong rồi đó là người ta không phải là người ta bị dính là mình thoát tội là không phải. Nếu như mà cơ quan chức năng xử cái tội đưa hối lộ thì tiền đưa hối lộ đó là mình, cái người kia cầm tiền là người kia đi thực hiện hành vi cho mình, cả hai cùng dính tội đưa hối lộ. Cái người nào mà nhận đó là nhận hối lộ, người nào mà cầm tiền đưa là người đó là người trực tiếp thực hiện hành vi đưa hối lộ, mình là người chủ mưu để nhờ vả đưa hối lộ, cả ba cùng dính hết nha. Tôi nói lại nè, mình đang có một cái việc nào đó mà không giải quyết được, mình mới nhờ ông hàng xóm, ông hàng xóm mới nói rằng mày đưa tiền cho tao đi 5 tỷ, 3 tỷ, 1 tỷ, 2 tỷ chẳng hạn, xong rồi tao lấy tiền đó tao đi đưa hối lộ rồi tao giúp đỡ giùm cho. Người ta hứa người ta làm được. Cái ông đó ông cầm tiền của mình xong ổng đi ổng đưa hối lộ. Cái việc mà người ta nhận tiền xong rồi người ta có giúp được mình hay không đó, chuyện đó không biết. Nhưng mà rõ ràng là trong trường hợp này là cả ba là vi phạm pháp luật. Một người chủ mưu là nhờ vả đưa hối lộ, một người thực hiện hành vi là đưa hối lộ, một người là nhận tiền, cả ba cùng dính hết. Còn nếu như trong trường hợp mà mình đi nhờ người đó, nhưng mà xong rồi người đó mới là tương kế tụ kế, ở đây là gì? Nhận thôi chứ không có đi giao tiền, thì rất có thể là người ta rơi vào hai trường hợp: một là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, còn hai lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ha, đấy rất là nguy hiểm nha quý vị. Cho nên trong trường hợp này đó, ông Đỗ Hữu Ca nhận tiền, chấp nhận là giải vay cho ông Đức, nhưng mà nhận xong rồi ông Ca chưa thực hiện, cho nên là không thể nào xử lý về cái tội là đưa nhận hối lộ được, đúng không? Chưa xử lý được.
nhưng mà lại là không thực hiện cho người ta, thì cơ quan chức năng xử lý về cái tội đó chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản ha. Nhưng mà cũng rất may mắn là chỗ của ông ca đó, sau một đêm mà cân nhắc về cái lời khai của mình, sau một đêm cân nhắc lời khai của mình thì ông ca đã có những cái biến chuyển, cho nên là viện kiểm sát cũng như tòa án cho một mức án nó tương đối là phù hợp ha quý vị, 10 đến 11 năm. Vậy thì quay trở qua cái câu chuyện của ông Nguyễn Cao Trí ở bên cái chỗ của vụ án Vạn Thịnh Phát, thì ông Trí là đâu đó là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ, rất là nhiều hơn so với ông Đỗ Hữu Ca. Nhưng tại sao cơ quan chức năng lại kêu là 7, 8 hay 9 năm tù gì đó? Bởi vì cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nó nhẹ hơn cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi phân tích chỗ này nữa. Mặc dù ông Ca trong trường hợp này là nhận 35 tỷ, nhưng nó thuộc trường hợp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đúng không? Còn chỗ ông Trí á, là 1.000 tỷ của bà Lan, nhưng nó lại là trường hợp là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cái tội lạm dụng nó nhẹ hơn cái tội là lừa đảo. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái ý thức của người vi phạm pháp luật, nếu anh chị nào xem kênh tôi rồi thì biết chỗ này nè. Cái thằng lừa đảo á, là ý chí nó của nó ngay từ ban đầu là nó đi muốn lấy tiền của người ta, nó làm đủ mọi cách để nó lấy tiền của người ta, nó chiếm đoạt tiền của người ta, là ý chí ban đầu nó có. Còn cái thằng nào mà lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản á, là ban đầu ý chí nó không có, sau đó qua cái quá trình làm việc thì nó mới là phát sinh cái ý chí lấy tiền, thì cái lạm dụng đó nó nhẹ hơn cái lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ tiếp theo nữa, cũng quay ra ví dụ cũ nữa, sẵn nhân tiện đây tôi giải thích thêm chỗ đó nữa cho anh chị nào mà mới xem kênh của tôi. Cái thằng lừa đảo đó, ý chí nó ban đầu là muốn lấy tiền của người ta, lấy xe của người ta trước. Có một thằng đó, nó thấy thằng bạn nó có chiếc xe gắn máy đẹp quá, nó muốn bán chiếc xe này đi để nó lấy tiền, nó tiêu xài, đúng không? Thì thằng bạn này nó mới lại nói với thằng bạn của nó, nói: ê, cho tao mượn chiếc xe đi, tao chạy đi mua ổ bánh mì. Rồi nó thằng bạn mới thương, mua bánh mì thì tao cho mày mượn. Nó lại nó mượn chiếc xe xong rồi nó lấy chiếc xe đó, nó chạy đi, nó cầm cố chiếc xe, nó bán xe luôn. Là tội lừa đảo, bởi vì mục đích của nó là muốn lấy được chiếc xe để nó bán, lấy tiền nó xài. Thì ý chí ban đầu của nó là có, cho nên nó là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp thứ hai nè, cũng thằng bạn này thấy thằng kia nó có chiếc xe đẹp quá, thì bản thân của nó cũng rất là bình thường, nó cũng muốn mượn chiếc xe để đi mua bánh mì. Thì nó mượn xe xong, nó đi mua bánh mì, rồi đến ngoài chợ đó, nó mới thấy hai cái thằng kia, là do nó thiếu tiền hai thằng kia, hai thằng kia nó mới nắm cổ áo này lại: tại sao mày có tiền mà mày không có trả tiền cho tao? Cái thằng này mới nói: không phải, xe này xe của thằng bạn em, chứ không phải xe của em, cho nên em không có tiền, em chỉ đủ tiền mua bánh mì thôi. Hai thằng kia nó mới nắm cổ áo lên, nó mới nói: vậy thì bây giờ mày phải đi bán cái xe này đi, mày trả tiền cho tao, còn nếu mà mày không bán xe là hôm nay mày không được về nha. Thì thằng này nó mới buộc lòng là nó đi bán chiếc xe để nó trả tiền cho hai thằng mà nó nợ. Thì trong trường hợp này đó, nó chỉ là thằng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thôi, bởi vì nó không phải là ý chí ban đầu là nó bán xe, mà bị một cái sự cố khác để làm cho nó phải bán chiếc xe, thì nó là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đúng không? Hai trường hợp khác nhau. Cho nên đó là lý do vì sao đó ông Trí cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan đó là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cái khung hình phạt và mức án nó sẽ nhẹ hơn so với cái tội danh của tội lừa đảo chỗ bên ông Ca. Mặc dù ông Ca chỉ có 35 tỷ nhưng mà là tội lừa đảo, còn ông Trí á, là cái tội là lạm dụng, mặc dù 1.000 tỷ nhưng mà là tội lạm dụng. Đấy, đó là lý do vì sao ông Trí là vẫn nhẹ hơn. Và khi xét á, người ta xét lên tổng thể của hai vụ án khác nhau và mức độ ảnh hưởng xã hội là khác nhau, cho nên người ta mới ban hành bản án ra nó có sự là chênh lệch đó nha. Phụ thuộc vào nội dung vụ án, độ phân tán của vụ án đó, nó ảnh hưởng đến xã hội như thế nào thì người ta sẽ có mức án nó phù hợp nhất nha quý vị ha. Đấy, thì ông Ca thì hôm nay đã được tuyên một cái mức án được kêu là 10-11 năm. Rồi, thế thì ông Ca được quyền đề nghị để phúc thẩm vụ án này, để xin giảm án tiếp theo nữa. Nhưng mà cái việc là tòa án cấp cao hơn có đồng ý hay không thì cái đó là việc của tòa.
nhưng mà ông Ca vẫn có quyền đề nghị là phúc thẩm vụ án để xem xét toàn diện lại vụ án của mình. Cái đó là quyền của bị can và bị cáo, không ai có quyền cấm cản cả. Nào gì? Nên nhớ là tòa án Việt Nam chỉ xử có hai cấp thôi, sơ thẩm và phúc thẩm. Một số nơi đó thường họ hay nói quá lên sự thật, họ nói rằng là đến là 4 cấp hoặc là 3 cấp, sau sơ thẩm, sau phúc thẩm thì còn có giám đốc thẩm và tái thẩm nữa, thì họ nói quá lên, thật sự ra có 2 cấp thôi. Cái giám đốc thẩm và tái thẩm nó chỉ là trường hợp cực kỳ đặc biệt, khi nào chứng minh được cái sơ thẩm và cái phúc thẩm nó có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hoặc là có thêm phát sinh tình tiết mới thì mới có tái thẩm và giám đốc thẩm. Không gì ha, Việt Nam chỉ có 2 cấp tòa xử thôi. Rồi, bây giờ chúng ta qua đến cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Vụ án của bà Lan đó thì hôm nay là hội đồng xét xử đã tuyên cái mức án dành cho các bị can và bị cáo. Cái lúc mà tòa tuyên đó thì tôi có mặt tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tấm hình hồi chiều tôi chụp cho quý vị đó là tấm hình là tôi chụp tại tòa án thành phố. Tôi có việc lên trên đó để thực hiện cái việc của mình trên đó. Tôi có chụp cho quý vị thấy tấm hình là ở phía sau lưng tôi ngồi đó, thì đều có xe cảnh sát, xe phòng cháy chữa cháy, rồi xe của bên y tế nữa. Cho nên ở đây, vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng có xe phòng cháy chữa cháy, có xe cứu thương. Thì vụ án bà Trương Mỹ Lan cũng thế thôi, cũng có xe phòng cháy chữa cháy và có xe cứu thương. Đó là những việc làm rất là bình thường trong cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về sức khỏe, an toàn phòng cháy chữa cháy cho cái việc tập trung đông người. Xét xử phiên tòa phúc thẩm, xét xử phiên tòa sơ thẩm mà tập trung đông người thì cơ quan chức năng buộc họ phải thực hiện cái nghĩa vụ và cái quyền hạn trong cái vị pháp luật cho phép họ là đảm bảo về tính mạng, an toàn tài sản, đúng không? Thì họ phải cử cán bộ chiến sĩ về cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đội ngũ y tế để đảm bảo cho cái phiên tòa đó, là chuyện đó là theo luật định rồi, chứ không có người nào mà được phép á, là đi đến tòa rồi có đội ngũ y tế đi theo, rồi có đội ngũ cứu hỏa theo. Xin thưa, không có ai ở Việt Nam này mà có được cái đặc quyền đó hết, không có ai cả. Cho nên những người nào nói rằng là đội ngũ y tế đến để mà đảm bảo sức khỏe cho một bị can, một bị cáo, cụ thể hơn là có người nói đảm bảo sức khỏe cho chị Nguyễn Phương Hằng đó, điều đó Lan là vu khống và làm xấu đi tình huống pháp lý của người đó ha. Nói sai, đội ngũ y tế đến để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả một cái đội ngũ những người tham gia phiên tòa đấy, chứ không phải là chị Hằng mà đặc quyền đến cái mức độ là chị ấy đi đâu cũng phải là có đội ngũ y tế hết, là không phải nha. Bằng chứng là vụ án bà Trương Mỹ Lan hồi chiều tôi chụp hình đấy, quý vị thấy bà Trương Mỹ Lan cũng đâu có được đặc quyền nào đâu, cũng là đội ngũ y tế đó, cũng là đội ngũ phòng cháy chữa cháy đó của Sài Gòn thôi, không ai khác đi được ha. Cho nên đừng có nói rằng là chị Hằng thế này, chị Hằng thế kia là được đặc quyền này kia, không có đâu. Chị Hằng cũng là một công dân bình thường như là mọi công dân khác thôi. Bà Lan cũng được, bà Hằng cũng được, pháp luật là như nhau, đúng không? Thì sau cái phiên tòa này đó, thì chiều nay tôi cũng khi mà tôi ngồi ở băng đá đó, thì tôi có nghe một số các cái anh chiến sĩ đã nói là tuyên án rồi và mức án là tử hình. Nào quý vị, bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án tử hình là loại khỏi đời sống xã hội. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình cho 3 tội danh, đó là tổng hợp hình phạt, buộc phải bồi thường là 677.000 tỷ đồng. Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan có các tình tiết giảm nhẹ, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò là cầm đầu, phạm tội có tổ chức trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Người ta lượng từ cái tình tiết giảm nhẹ đến tình tiết tăng nặng, người ta lượng nó với nhau, cần đồng đo điểm nó với nhau, rồi người ta mới ban hành bản án, chứ không phải tự nhiên là người ta thích là người ta ban hành hay quý vị ha. Đừng có nói rằng ra tòa là người này bị ghét, người kia bị thương, không có. Tòa án họ bản thân họ là xem xét hết cái tình tiết hết.
Do đó, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng trừ chung. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình, tại vì ba tội danh lận mà, nặng quá. Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, 19 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Mức án chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Tổng hợp hình phạt là mức hình phạt gọi là án và án chữ đó, cái nào cao nhất lấy cái đó. Ví dụ nè, có hai hình phạt, một cái tử hình, một cái 20 năm thì cộng lại là tử hình. Một cái 15 năm hoặc là 20 năm với một cái chung thân cộng lại là chung thân. Còn chung thân với tử hình cộng lại là tử hình. Theo gì ha, cái nào mà cộng lại mà cao nhất thì thuộc về cái đó. Còn nếu mà án số với nhau đó, cộng lại không quá 30 năm. Ví dụ, một tội 5 năm, một tội 7 năm, một tội 15 năm. Cộng 3 cái lại là 22 năm. Một tội 15 năm, một tội 20 năm, một tội 10 năm. 3 cái cộng lại là 4 mấy năm, nhưng tổng hợp hình phạt chỉ có 30 năm tù thôi. À. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, có điểm chung nữa nè. Ông Đỗ Hữu Ca họ Đỗ, bà Nhàn họ Đỗ luôn. À, hai người họ Đỗ hết. Cùng tình tiết như nhau, cùng nhận 4 lần, cùng mang họ Đỗ hết luôn. Có những cái nó rất là khớp với nhau ha. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị tuyên án là chung thân về tội tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, là cái ông Trí mà lúc trước tôi nói là có cái đơn xin giảm của 2.500 người ở bên Văn Lan đó, 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông ấy bị tuyên là 8 năm, thấp hơn ca. Nhưng mà do cái tội danh là lạm dụng tín nhiệm nó nhẹ hơn cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là lý do vì sao vì thấy đó. Cũng cùng là cái việc mà lấy tiền, một bên lấy 1.000 tỷ, một bên nó lấy 35 tỷ. Nhưng mà tại sao cái người mà 1.000 tỷ á, thì đã thấp năm tù hơn là cái người 35 tỷ, bởi vì là tội danh là khác nhau. Chịu gì đi quý vị, để chỗ này ha. Không có phải là lấy tiền nhiều hơn là mức án cao hơn, là không phải. Mình phải xem xét coi tội danh như thế nào nữa. Cũng đồng thời là lấy tiền, nhưng mà lấy tiền của trường hợp nào nó khác với trường hợp nào. Trường hợp lấy tiền của tội lừa đảo nó phải là nặng hơn trường hợp lấy tiền của tội lạm dụng, bởi vì lạm dụng là cái ý chí lấy tiền, nó là một phần là bị phụ thuộc và sau này mới có. Còn cái thằng lừa đảo đó, ý chí nó là từ ban đầu là muốn lấy tiền của người ta rồi. Cho nên đó là lý do vì sao mà luật quy định thằng tội lừa đảo nó nặng hơn thằng tội lạm dụng. Đấy. Cho nên là quý vị nghe cái này là quý vị sẽ biết, để sau này á, mình thấy nhiều người cũng lấy tiền, cũng chiếm đoạt. Nghe nói từ chiếm đoạt không à, mà mình không hiểu. Chiếm đoạt là một hành vi lấy tiền thôi, nhưng mà quan trọng lấy tiền trong trường hợp nào. Tại sao thằng này nó lấy tiền nhiều quá mà mức án nhỏ nó nhẹ hơn này? Bộ ông tổ ông thương này hả? Không phải. Cũng đồng thời là chiếm đoạt là lấy tiền, nhưng mà thằng này nó lừa đảo, lấy tiền ít nhưng tội vẫn nặng. Còn thằng kia là tội lạm dụng, mặc dù lấy tiền nhiều nhưng tội nó nhẹ hơn. Bởi vì là nó lấy tiền nhưng mà tội danh nó là ý thức của nó là có sao. Còn thằng lừa đảo là nó có trước nha. Bị cáo Chu Lập Cơ, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Bị cáo Trương Huệ Vân, đây là cô cháu gái của bà Lan đó, 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm các quy định về hoạt động cho vay. Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, mức án chung thân về các tội tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Võ Tấn Hoàng Văn mặc dù là người đi trực tiếp đưa tiền hối lộ, nhưng mà nhà nước xem xét là bị cáo này là có tình tiết là tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai ra những người khác tham gia vào sự việc, cho nên được nhà nước là miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. À, chỗ này quý vị nha, miễn truy cứu là không xem xét đến mức hành vi vi phạm luôn. Một trong những điểm sáng của pháp luật, những người nào mà thật sự là biết mình có tội nhưng mà mình thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,
đối công chuộc tội, giúp đỡ cơ quan chức năng phá án và mình tự nguyện tự thú cho cơ quan chức năng nữa thì được xem xét là miễn truy cứu trách nhiệm hình sự luôn nha quý vị ha. Đó, đó là tôi giải thích rõ lý do vì sao mà một số anh chị thấy tại sao hằng ngày nó cũng là tham gia vụ án đó mà nó lại không bị khởi tố. Mình phải xem tổng thể cái vụ việc đó là thằng đó nó có tình tiết nào trong đó, chứ không phải thấy là nó có đưa tiền là nói là nó phạm tội liền, không phải, có nhiều tình tiết đó lắm. Cùng tội danh, bị cáo Tạ Chiêu Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú, 20 năm tù. Nhóm tội danh là tham mô tài sản thì Trương Khánh Hoàng có liên quan là bị phạt 18 năm tù, Trần Mỹ Dung 16 năm tù, Hồ Bủ Trung 20 năm tù, Nguyễn Phương Anh và một số các cái bị cáo khác tôi không liệt kê hết. Đồng thời bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường 677.000 tỷ đồng. Ở đây tòa án có lý giải thêm một chỗ nữa mà trong cái quá trình tôi bình luận trước đây đó thì tôi chưa biết được tình tiết này. Và hôm nay là tòa án có lý giải thêm vì sao mà tòa án và viện kiểm sát vẫn nhận định bà Lan là người nắm 91% cổ phần. Mà bà Lan luôn nói rằng bà ấy chỉ có nắm 5% thôi, thì hôm nay tòa án có lý giải thêm. Mà cái phần lý giải này nó nằm trong hồ sơ vụ án, chúng ta hoàn toàn không biết được. Tôi không biết, quý vị không biết, báo chí cũng chưa chắc đã biết. Hôm nay tòa mới nói. Nha. Về trách nhiệm của các bị cáo đối với thiệt hại của vụ án, hội đồng xét xử nhận định về trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử chỉ yêu cầu các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền là 498.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn số, bồi hoàn toàn bộ 1.284 hợp đồng tín dụng đối với số tiền lãi phát sinh trước ngày 17 tháng 12 năm 2022, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm bồi thường 677.000 tỷ đồng đối với số tiền 1.000 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp trả cho bị cáo Lan. Bị cáo Lan đề nghị chuyển số tiền này cho bị cáo Trương Huệ Vân để khắc phục hậu quả của vụ án, xét thấy cần phải chuyển số tiền này cho ngân hàng SCB để khấu trừ vào thiệt hại do bị cáo Lan đã gây ra. Đối với số tiền các bị cáo khác tự nguyện nộp lại và số tiền thu giữ của các bị cáo, xét thấy đây là số tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần phải tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Đối với số tiền 5,2 triệu đô la mà bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, dù đây là số tiền được rút ra từ SCB nhưng đây là tang vật của vụ án nên cần phải thu giữ để sung vào công quỹ nhà nước. Đây chính là cái chỗ này hồi xưa cách nay khoảng 2 tuần có một số anh chị mới hỏi tôi số tiền 5,2 triệu đô la này xử lý như thế nào, sung công quỹ hay là bỏ vào tài khoản SCB. Thì tôi phân tích chủ vị là hai trường hợp, phải làm rõ nó ra, biết rằng 5,2 triệu đô la này là tiền từ SCB nhưng phải xem xét coi coi cái việc bà Lan tác động vào 5,2 triệu đô la này nó ở mức độ như thế nào. Nếu rằng là SCB tự lấy ra để đưa hối lộ, câu chuyện nó khác, là cái đó là tiền SCB nhưng mà nó là tang vật của án và SCB tự lấy ra để đưa cho chỗ của bà Nhàn thì cái đó là SCB phải trả vào cho ngân sách nhà nước. Còn nếu như bà Lan đã chỉ đạo để thực hiện và SCB không phải là thuộc trường hợp là chủ động thì cái đó là phải trả lại cho SCB. Và trong trường hợp này thì tòa án nhận định rằng đây là số tiền được rút ra từ SCB và SCB là chủ động thì phải sung vào công quỹ nhà nước. Hào gì ha, nhớ khúc đó tôi lập luận không? Đấy, bởi vì mình là không nắm rõ tình tiết của nội tình vụ án cho nên là mình phải phân biệt ra hai trường hợp để mình nói cho nó rõ. Và hôm nay tòa án đã nói rằng đây là tiền rút ra từ SCB là chủ động cho nên là phải trả về cho ngân sách của nhà nước. Ha. Riêng đối với 1.122 tài sản đang được thế chấp tại SCB, trong đó có nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan do người khác đứng tên, cần xác định tài sản nào của bị cáo Lan thì giữ lại để đảm bảo thi hành án. Có nghĩa là tòa nói đó, đối với tài sản nào mà của bà Lan là mới xử lý, còn tài sản nào mà là nó sở hữu chung hoặc là nó của người khác thì phải xem xét lại trả lại cho người ta.
chứ không phải là tài sản nào mà có ảnh hưởng đến vụ việc này là cũng đều thu hết, là không phải. Bởi vì á, bà Lan là cái người sở hữu một cái công ty 1% tỷ lệ nhất định mà thôi, thì bà Lan chỉ tác động vào một cái phần nào đó trong cái quyết định của một cái công ty đó, còn phần còn lại là có sở hữu của người khác nữa chứ không phải của bà Lan hết. Tài sản cá nhân là khác, còn tài sản mà của sở hữu chung là của một cái công ty, một cái pháp nhân, thì phải xem xét cái nào của riêng bà Lan là xử lý, còn cái nào của chung cần phải xem xét lại, đúng không? Bởi vì tác động vào cái tài sản đó là có phần của người khác chứ phải riêng của bà Lan không đâu. Đây tòa đó rất rõ nè, riêng đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp tại SCB, trong đó có nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan do người khác đứng tên, cần xác định tài sản nào của bị cáo Lan thì giữ lại để đảm bảo thi hành án. Phải xác định của bà Lan là mới đảm bảo, còn của người khác là phải xem xét lại. Theo quý vị ha. Đối với biệt thự cổ 112 Võ Văn Tần, con gái Trương Mỹ Lan có đơn đề nghị gỡ bỏ kê biên. Hội đồng xét xử thấy đây thực chất là tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan nên yêu cầu của Chu Diệp Phấn là không có căn cứ. Hội đồng xét xử tiếp tục kê biên. Đây là căn nhà mang tính lịch sử, chỉ được phép trùng tu, không được phép xây dựng mới, không được thay đổi hiện trạng. Đối với tòa nhà 19 Nguyễn Huệ thì hội đồng xét xử thấy đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan nên tiếp tục để kê biên thi hành án. Còn đối với tranh chấp về tiền thuê nhà, đề nghị ngân hàng SCB phải là giải quyết tranh chấp dân sự với chỗ của Vạn Thịnh Phát. Trên bài báo này có nói về cái phần gọi là cổ phần, thì báo Dân Trí nó nói chứ báo Lao Động nó không có nói. Tôi tìm hiểu về phần cổ phần cũng như thế. Đây, vụ cổ phần, lý do vì sao hội đồng xét xử vẫn khẳng định bà Trương Mỹ Lan là người nắm 91% cổ phần chứ không phải 5%. Bị cáo Lan không có vai trò gì tại SCB là không có căn cứ, hội đồng xét xử nhận định. Kết quả thẩm tra tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng bản thân không chi phối chỉ đạo hoạt động SCB mà ngược lại còn dùng tài sản để cho SCB mượn tái cơ cấu. Bị cáo Lan xác định tài xế riêng có chở tiền về nhà Vạn Thịnh Phát nhưng cho rằng đây không phải là chỗ ở của bị cáo mà do Nguyễn Phương Hồng trợ lý đã chết nhờ vận chuyển về để trả cho đối tác của SCB, không liên quan bị cáo. Đối với các bị cáo bỏ trốn, cơ quan điều tra đã thông báo cho 5 bị cáo ra trình diện. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, đã tống đạt quyết định, thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng đề nghị các bị cáo ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn vắng mặt, từ bỏ quyền bảo vệ lợi ích của mình. Song, tòa vẫn tạo điều kiện cho các luật sư tiếp cận hồ sơ và tham gia bào chữa cho các bị cáo. Có nghĩa là đó, những cái người nào mà đã bỏ trốn, tòa đã truy tìm, đúng không? Và thậm chí là truy nã nữa. Nhưng mà để đảm bảo quyền lợi cho họ thì họ vẫn được quyền là có luật sư để tham gia bào chữa cho họ, mặc dù họ không tham gia phiên tòa thì tòa sẽ xét xử là vắng mặt luôn, nhưng đảm bảo quyền lợi cho các người bị bỏ trốn đó thì tòa cho phép luật sư bào chữa vắng mặt họ ha. Đó là cái tính nhân văn của pháp luật Việt Nam, chứ không phải là người ta bỏ trốn rồi người ta không được có luật sư. Không phải, bỏ trốn là chuyện của họ, cơ quan nhà nước sẽ đi truy tìm, nhưng họ vẫn có cái quyền là được có luật sư của mình tại phiên tòa để bào chữa cho mình. Nào gì ha. Hội đồng xét xử nhận thấy việc xét xử vắng mặt với các bị cáo không gây trở ngại cho quá trình xét xử, cho vắng mặt luôn nhưng mà có luật sư tham gia bào chữa luôn. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại tòa, hội đồng xét xử cho rằng lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Mặc dù bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng có đủ cơ sở để xác định bà Lan đã nắm giữ cổ phần hơn 91,5% của ngân hàng SCB, có quyền chi phối gần như là tuyệt đối tại SCB. Đây, hội đồng xét xử nhận định nè. Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo Lan và luật sư bào chữa cho rằng
bản thân bà Lan chỉ nắm là 15%, mở ngoặc 5% tùy trường hợp, còn lại là của các cổ đông nước ngoài và nhờ bạn bè đứng tên giúp là không có căn cứ, không có cơ sở chấp nhận. Tòa cho rằng bà Lan chính là chủ thực sự của SCB. Thông qua đó, bà đã bố trí các nhân viên thân tín giữ các chức vụ chủ chốt tại SCB để từ đó chỉ đạo các bị cáo là cán bộ lãnh đạo và nhân viên dưới quyền thực hiện chuỗi hành vi hợp thức hóa các hồ sơ, thủ tục vay, nâng khống hồ sơ đảm bảo để bị cáo Lan rút tiền của SCB ra sử dụng. Đồng thời, tại hồ sơ vụ án, bà Lan đã khai đã mua lại cổ phần của các đơn vị nước ngoài. Đây là một trong những tình tiết mà trước đó chúng ta hoàn toàn không biết. À. Ở đây có thêm một tình tiết nữa là bà Lan đã từng khai là đã mua lại cổ phần của các đối tác nước ngoài. Đó là lý do vì sao mà quý vị thấy trong cái vai trò tố tụng của các cổ đông nước ngoài không tham gia vào trong đây, trong vụ án này. Bởi vì các cổ đông nước ngoài đó bản chất hồi xưa là có của họ, nhưng sau đó bà Lan đã nhờ người thân và mua lại cổ phần đó, cho nên họ không tham gia vào trong vụ án này với vai trò là người có liên quan. Bởi vì họ đã bán rồi thì làm gì họ còn cổ phần nữa. Họ không còn cổ phần nữa thì họ đâu có lý do gì họ tham gia phiên tòa. Mà chỉ là những người được bà Lan nhờ để đứng tên thì bản chất đó là của bà Lan. Cho nên đó là lý do vì sao không xuất hiện 5 cổ đông nước ngoài trong cái nội dung của vụ án này. Vì hiểu không? Đó, đó là một trong những lý do không xuất hiện cổ đông. Bởi vì đó, cổ đông là người chủ sở hữu của doanh nghiệp. Mà khi doanh nghiệp có ảnh hưởng đến pháp lý thì chủ sở hữu là cổ đông phải tham gia để đảm bảo quyền lợi. Bởi vì doanh nghiệp mà bị là xử lý thua hoặc xử lý thắng trong vụ án ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của cổ đông. Quý vị đồng ý không? Cho nên đó, lý do vì sao mà từ đầu đến bây giờ chúng ta không hề thấy sự xuất hiện của 5 cổ đông nước ngoài. Đấy. Bởi vì bà Lan đã mua lại các cổ phần của họ rồi và nhờ người khác đứng tên giùm. Cho nên từ đó hội đồng xét xử mới có đủ cơ sở khẳng định là 91,5% cổ phần của SCB là của bà Lan. Ha quý vị ha, mình phải hiểu chỗ này ha. Quá khủng khiếp. Đó là nội dung của ngày hôm nay. Tuy nhiên thì quý vị biết á, cái nội dung này đó nó chỉ là cái phần một của quá trình tiến hành tố tụng điều tra vụ án có liên quan tại Vạn Thịnh Phát thôi. Còn giai đoạn 2 nữa chúng ta phải chờ đợi trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết có liên quan về cái nội tình, về trái phiếu, cổ phiếu này kia thì sau đây chờ cơ quan chức năng sẽ có kết luận rồi mới tiến hành xử đợt 2. Đợt này là đợt 1 thôi thì nó cũng đã kéo dài đâu đó hơn là 1 tháng. Thì kế hoạch của vụ án là đưa ra là 2 tháng, nhưng mà tòa làm sớm hơn, chỉ có 1 tháng hơn thôi. Thưa quý vị. Rồi, tôi đã chia sẻ xong cái nội dung của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau để trao đổi một chút về các câu hỏi pháp lý mà trong quá trình mà cuộc sống của mình đó, mà quý vị có những cái vấn đề pháp lý nào gặp khó khăn, ví dụ như là ly hôn, đòi nợ, thừa kế, đất đai, tranh chấp tài sản, thì có thể đặt câu hỏi cho tôi và tôi sẽ là người chia sẻ về định hướng của mình cho quý vị. Chúng ta chỉ là người chia sẻ thôi, còn để gọi rằng là tư vấn pháp luật một cách nó cụ thể thì chưa đến mức độ đó đâu.
Bởi vì tôi chỉ là người nhận thông tin nó cơ bản từ quý vị, thì tôi chỉ là cho cái định hướng thôi. Đâu gì ha. Rồi xin mời các anh chị đặt câu hỏi. Hồi nãy chúng ta live stream cũng gần hơn 8 rưỡi ha. Mình còn có 15 phút nữa. Chị Quyền Phạm có hỏi là người cao tuổi có được miễn giảm cái tiền đo đạc thẩm định hay không? Dạ xin thưa là không. Cái tiền đó là phí rồi. Người cao tuổi á, được miễn giảm tiền đóng tiền tạm ứng án phí. Còn các tiền thẩm định đo đạc này kia là phí dịch vụ. Phí dịch vụ rồi. À, cái chị Phan Thị Thanh Thúy hỏi là ghi âm được lập vi bằng có giá trị pháp lý trước tòa không? Có chứ. Bởi vì cái ghi âm đó chính là cái văn bản được nhà nước thừa nhận mà. Có giá trị. Nhưng mà quan trọng cái ghi âm đó cái nội dung như thế nào. Giờ tôi hỏi là quý vị nè, hỏi thiệt nè. Theo như quý vị đi, nếu bà Lan bà ấy chống án, bà ấy nộp đơn đề nghị phúc thẩm thì có cơ hội xuống án chung thân không? Một có hay không? Còn quý vị, một có hay không? Chị Hồng Trần có hỏi câu hỏi. Luật sư cho hỏi là chồng ngoại tình chuyển tiền qua ngân hàng cho bồ nhí thì có đòi được không? Thì tiền của ông chuyển sao đòi? Cho tặng không điều kiện sao đòi? À, anh Hoàng Long Gia tính hỏi câu đó đó hả? Thiệt tình không dám trả lời. Thiệt tình không dám. Bởi vì tôi có cảm giác cái khả năng mà xuống chắc nó không có khả năng đâu. Nhưng mà không dám trả lời thôi. Cảm xúc thôi nha. Chia sẻ cảm xúc nè. Khả năng xuống không có. Cảm xúc thôi. Còn mà cơ sở để trả lời á, là không dám nói. Nhưng mà cảm xúc là không có cơ hội đâu. Chị Phan Thị Xuân Thủy có hỏi là cô ruột không có chồng con, khi mất để lại thừa kế cho cháu có phải đóng thuế không? Đóng thuế chứ, bởi vì hai người đó là đâu phải là cha mẹ ruột có nhau hay anh chị em đâu. Cô cháu đóng thuế bình thường ha. Thật ra bà Lan cũng có cơ hội đó, nếu như bà Lan khắc phục toàn bộ được cái vụ án thì bà Lan vẫn còn có cơ hội. Nếu như bà ấy khắc phục đến là 677.000 tỷ đồng, coi như hậu quả không có xảy ra, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng nhà nước cũng sẽ có một chế độ chính sách rất là khoan hồng dành cho bà Lan. Nhưng mà số tiền đó nó quá lớn, quá khủng khiếp. Thậm chí ai mà có số tiền đó đó là thuộc về top của tỷ phú thế giới rồi,
là tới là 40 mấy tỷ đô la mà. Cho nên cũng thuộc vào cái trường hợp là tỷ phú thế giới rồi đó quý vị. Jack Ma là một trong những người mà nổi tiếng thế giới về độ giàu có, cũng là vài chục tỷ đô. Nhưng mà cũng đâu có khi nào Jack Ma lên đến con số 43 tỷ đô đâu. Đúng không? Nhưng mà dù sao á, nếu như trong trường hợp mà không giảm án á, thì bà Lan vẫn còn một cơ hội nữa. Đó chính là viết đơn lên để xin chủ tịch nước miễn cái chết. Pháp luật cho phép hết, tất cả đều được phép gửi đơn lên chủ tịch nước hết. Nhưng cái quan trọng á, là chủ tịch nước xem xét như thế nào thôi. Nào gì ha? Nếu như mà chủ tịch nước đồng ý phê duyệt thì sẽ chuyển từ cái tội đó xuống cái tội là chung thân và không có bị biệt giam. Vô cái tội đó rồi là bị biệt giam, là phải bị cùm chân. Mà nếu mà chủ tịch nước mà duyệt miễn cái tội tử thì sẽ được đem ra ngoài để ở cùng với các cái phạm nhân khác, bởi vì người ta là tù có thời hạn mà. Thật ra chung thân đó chẳng qua thời gian ở lâu thôi, nhưng một thời gian sau họ sẽ được là xuống. Mà họ xuống thì có thời hạn thôi, đúng không? Chừng nào mà tội tử á, là mới là biệt giam đó, mới bị còng chinh. Có anh Trần Phi Hiệp, bà Lan nên gửi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để xin miễn án tử. Bà Lan liên quan gì tới ông Tập Cận Bình? Bà Lan thì bà liên quan gì? Có một cái bạn này mới hỏi tôi là chém một phát có đi tù không. Thật ra những câu hỏi này không trả lời được, nó đâu có nghiền ngồi đến mức độ đó. Xem kênh của tôi là không nên hỏi những câu hỏi đó, bởi vì nó không trả lời được. Chém một phát, chém chỗ nào? Chém một phát mà chém vô tay người ta nó khác, còn chém một phát mà chém vô mà cái buồng trọng yếu, câu chuyện nó khác chứ, thậm chí là tử hình luôn ha. Cho nên là xem kênh của tôi là không thể nào mà hỏi cái câu hỏi rằng là quýnh cái hay chém một cái có đi tù không, không trả lời được nha. Chị Diễm Trần là luật sư cho hỏi, vợ chồng tôi ly hôn rồi, sổ đỏ vẫn còn tên chung nhưng chồng tôi giữ, giờ tôi muốn chia thì phải làm sao? Thì đi khởi kiện ông chồng, khởi kiện chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, hay là khởi kiện chung, khởi kiện để chia tài sản sau ly hôn được hết nha, vẫn làm đơn khởi kiện được. Rồi bắt đầu tiếp tục hỏi tôi làm đơn sao không phải là được nha. Làm đơn như thế nào, đó là cái câu chuyện rất là dài dòng. Thì tôi khuyên được lời khuyên rằng là nếu như đã ly hôn rồi mà chưa chia tài sản, bây giờ chia được không? Chia được. Bằng cách nào chia? Khởi kiện. Và hỏi tiếp với tôi rằng là khởi kiện sao? Cái đó không trả lời được, bởi vì cái đó nó cả buổi quá trình hồ sơ giấy tờ đầy đủ hết. Có anh Hoàng Tiến có hỏi là giấy, có giấy vay nợ viết tay với nhau thì có lấy lại được không luật sư? Được, người vay nợ mà có tài sản là khởi kiện lấy lại tiền được ha. Nè tôi giải thích cho quý vị nè, cái tình tiết anh Hoàng Long Gia ông nó chém vào đầu là tội cố sát, còn có thể cố ý giết người không thành.
Nói cho nghe là chỗ này nè, cái đó phải áp dụng án lệ 47. Án lệ 47 thì sao? Cũng là một hành động chém thôi, nhưng mà chém vô tay khác nha, chém vô chân khác nha. Mà chém vô tay, chém vô chân mà xui rủi, mà chém vô chân á mà nó lên đến cái gọi là gần đến cái gan bàn chân á, là ảnh hưởng đến tính mạng, là vẫn khởi tố tội giết người nha. Đó là án lệ 47 nó có nói đó. Cũng hành động chém thôi, nhưng mà chém vào gan bàn chân, mà gan bàn chân là nơi trọng yếu của cơ thể đó mà cái nơi đó mà nó bị đứt một cái là ảnh hưởng đến tính mạng, thì có thể truy cứu tội giết người mặc dù là chém vô chân. Rồi còn những chỗ chém khác nè, chém vô bụng, chém vô lưng, chém vô đầu, chém vô cổ mà gây ra cái vết thương, truy tố tội giết người. Chứ không phải như mọi người nghĩ á, là tại sao có nhiều vụ án bà kia bà lên mạng hồi đó tôi nhớ có một cái vụ án đăng báo, cái bà có một cái bà đó bà mới nói con bà bị oan, bởi vì con của bà đó là chém có trúng có cái đầu có chút xíu à, rách có 2-3 phân à, người ta truy tố con bà tội giết người. Xin thưa, một phân cũng truy tố tội giết người nữa, chứ đừng nói chỉ 2-3 phân. Đầu là vùng có trọng yếu của cơ thể, ảnh hưởng đến sọ não và cái hành vi quyết định sự sống còn của con người. Mà dùng dao là một trong những cái vật thể bén nhọn mà chém vào đó một phát thôi, truy cứu tội giết người. Nghe quý vị. Có anh Trần Phi Hiệp mới hỏi luật sư nghĩ sao về bài báo nói Hồng Loan hát dở xong rồi xóa. Tôi không có đọc bài báo đó, tôi không biết, nhưng mà nếu như anh Trần Phi Hiệp có nghe tôi phân tích nhiều thì khi anh Trần Phi Hiệp đọc bài báo đó, anh Trần Phi Hiệp sẽ có cảm nhận về cái những gì tôi phân tích. Nếu không, tôi không có trả lời. Đôi khi có những chuyện á, tôi không có trả lời thẳng được, nhiều cái nó mất lòng lắm. Nhưng mà quý vị xem kênh của tôi là quý vị sẽ hiểu khi tôi phân tích. Tôi ở đây nè, tôi cần chi mà tôi nói, tôi nói ví dụ ông Hoàng Long Gia này nè, ổng coi tôi nói nhiều buổi livestream về việc phân tích vụ án Hồng Loan đó, thì khi mà bài báo đó đăng như giống như anh Trần Quy Hiệp nói đó, thì ông Hoàng Long Gia sẽ có cảm nhận chính xác về cái bài báo đó như thế nào, đúng là sai. Có chị La Đi mới hỏi tôi nếu người lừa đảo mà không có tài sản để trả lại thì sẽ như thế nào vậy anh, có cách nào lấy lại không? Giờ nó không có tài sản gì hết rồi, lấy cách nào giờ, hết rồi. Trừ trường hợp người đó đó đi làm xong rồi á, là họ phải bị trích hàng tháng ra là bao nhiêu phần trăm đó để trả nợ, còn lại bao nhiêu phần trăm đó để họ phải xài chứ, đúng không? Còn cách đó thôi, chứ họ không có tài sản là chỉ đi kiện cái người mà không có tài sản thì họ lấy gì đâu, họ thiền án đúng không? Họ không có gì hết sao họ thiền án được, nhất thôi là phải theo dõi họ để họ biết rằng họ đi làm ở đâu, họ làm ở đâu xong rồi mới đề nghị thiền án á, đến để yêu cầu cái công ty đó là phải trích ra một phần lương của họ, tôi nhớ là 30% thì phải á, trích ra để trả nợ từ từ, còn 70% là phải cho họ giữ đó để họ còn xài thì họ mới sống rồi họ mới làm tiếp chứ. Bây giờ mà lấy hết của họ, lấy gì họ có tiền họ xài rồi họ sống rồi sao họ trả tiền cho mình, đúng không?
À, chị Trang Trần 68 mới hỏi luật sư làm ơn cho hỏi là cho mượn tiền không làm giấy nhưng sau này lúc đòi có ghi âm lại là đoạn ghi âm đó có làm bằng chứng kiện ra tòa được không? Được chứ. Nếu có đoạn ghi âm đó là được, à, có sự thừa nhận là được. Anh Trần Phi Hiệp nói tiếp nè, báo sao Star viết là Hồng Lô hát dở hả, họ nói nhiều bình luận nó Hồng Lô hát dở, vậy là theo anh Trần Phi Hiệp là Hồng Lô hát hay hả, đúng không, theo anh Trần Phi Hiệp là Hồng Lô hát hay hả? Là anh Trần Minh Hiệp là không thích người ta nói Hồng Loan hát dở đúng không? Có một anh chị mới hỏi tôi đó là luật sư cho cháu hỏi là khi vợ chồng ly hôn luôn chia 50-50 mặc dù tài sản chồng làm ra hết, vợ thấy chồng giàu nên lấy chứ không làm ra tiền, không có quy định pháp luật nào mà nói rằng là khi ly hôn là chia 50-50 hết á, không có pháp luật nào mà nói câu đó hết á, bởi vì á, nói mà đến là 50-50 á, là đọc không hết, không đọc hết. Luật nó nói á, tài sản của vợ chồng là tài sản chung, nguyên tắc á, là chia đôi, nhưng xem xét trên cái góc độ đóng góp vào trong cái khối tài sản chung và xét về yếu tố có lỗi để dẫn đến việc ly hôn. Đó là mình phải đọc cái khúc đầu rồi là giống như tôi coi cái cuốn Quyền qua Bảo Điển vậy đó, khúc đầu Quyền qua Bảo Điển nói á, là tịnh thân rồi mới luyện được nó ha, rồi luyện xong rồi cái trang cuối mới nói á, không tịnh thân cũng luyện được, cho nên là mình biết khúc đầu phải biết thêm khúc sau nữa, là phải đọc khúc sau nữa, không có chuyện nào mà pháp luật nói rằng là chia 50-50 hết á. Pháp luật xét trên tổng thể cái yếu tố đóng góp vào khối tài sản chung đó và dẫn đến cái việc ly hôn đó do lỗi của ai thì người ta xem xét trên đó, chứ không có chia 50-50. Hiểu gì? Tôi xin chào anh Dương Trung Hiếu. Chào anh Dương Trung Hiếu. À, chị Quyền Trân có hỏi sao người ta nói của đồng chia ba, của nhà chia đôi mà. Trời ơi, cái đó người ta nói chứ pháp luật có nói đâu. Đúng không? Cái đó người ta nói chứ bộ, chứ pháp luật có nói đâu. Những gì liên quan đến pháp luật á, tôi khuyên những quý vị á, là đừng có đi ra ngoài cái ngã ba ngã tư đầu đường hỏi ông hàng xóm ha. Rồi khi mình mà bị bệnh đau á là mình nên đi vô bệnh viện chứ đừng có đi ra ngoài ngã tư ngã năm đi hỏi bà sáu bà bảy nha, đó là lời khuyên chân thành của tôi. À, mọi người mới nói là
Bé kia nhớ tôi hả? Bé gọi dắt hả? Nè, chị Misu mới hỏi nè, Musi mới hỏi nè. Tòa tuyên án tử hình bà Trương Mỹ Lan là có hiệu lực chưa luật sư chưa? Bởi vì một vụ án ở Việt Nam được giải quyết ở hai cấp, một là sơ thẩm, hai phúc thẩm. Cho nên tòa sơ thẩm tuyên là án chưa có hiệu lực pháp luật. Nếu như quá thời hạn mà viện kiểm sát không kháng nghị, bị cáo không kháng cáo thì án sơ thẩm đó nó mới có hiệu lực pháp luật. Còn nếu mà có kháng nghị hoặc là có kháng cáo thì phải xử phúc thẩm, kết thúc phúc thẩm rồi mới có hiệu lực pháp luật. À. Có ông kia tự nhiên mới nói tôi là tự nhiên bỏ kênh đi. Cái kênh của người ta là 300 mấy chục ngàn lượt đăng ký, xây dựng biết bao nhiêu công sức bỏ ra, bao nhiêu kiến thức ở trong đây mà kêu bỏ kênh ông thần. Trời đất ơi. Có cái bạn ca thon hỏi tôi là bán kênh không anh luật sư, bạn nuôi tôi suốt đời được không mà bán kênh. Trời đất ơi, cái kênh này tôi xây là tâm huyết của tôi để tôi chia sẻ với mọi người mà kêu tôi bán kênh. Quý vị biết tại sao á mà cái án tử hình á mà lâu á, thường hay lâu lâu người ta mới mới đi xử không? Nó có như vậy nè, tâm linh chút. Bởi vì các án khác á thì chấp hành án xong rồi mà cho dù có xử nó không có đúng đi, giả sử đi, thì người ta còn khắc phục được, người ta còn xin lỗi được, người ta còn bồi thường tiền được. Dù éo ông chấn ông nén, đúng không? Ở tù quan thì người ta còn xử lý những người mà làm sai được, người ta còn xin lỗi được, người ta còn khắc phục tiền, bồi thường tiền được. Nhưng mà án tử thì làm sao khắc phục, giờ sao cứu sống, qua đà sao tái thế để mà cứu được, đúng không? Cho nên đó là lý do vì sao á, là cái án mà chấp hành án á, ở tù á, là người ta cho đi trong vòng 1-2 tháng là có quyết định thi hành án liền. Còn án tử á, phải chờ đợi coi coi là người ta có viết đơn gửi cho chủ tịch nước hay không. Gửi xong rồi đó, chủ tịch nước mà chưa động đậy á, là cũng không dám thi hành luôn. Chủ tịch nước cho dù có bác đơn đi chăng nữa đó, người ta cũng đợi thêm một thời gian nữa để coi coi vụ án đó có tình tiết nào nữa để giám đốc thẩm, để tái thẩm hay không, rồi lúc đó người ta mới mạnh, gọi là mạnh miệng, hay là người ta mới là tự tin người ta thi hành bản án đó để còn có cơ hội để cứu nữa hay không. Chứ bây giờ mới tuyên cái đùng cái ra xử liền, rồi rủi vài bữa sau, hay là tháng sau, năm sau có tình tiết mới thì quý vị có trở tay kịp hay không. Đó là lý do vì sao án mãn tử đó người ta hay để dài để có cơ hội sửa sai nếu như là sai. Còn nếu như mà không sai gì hết thì mình kéo dài cuộc sống cho người ta, đó là tính nhân văn của việc thi hành án đó, là nói là chú gì hiểu là vậy. Hãy
Trời có ông Vũ Nguyễn hôm nay sẽ có nhiều người đòi mua kênh của tôi quá vậy. À, kênh anh bán không em mua lại. Tại sao có nhiều người hôm nay vô là đòi mua kênh của tôi? Chị Bích Ngọc có hỏi là luật sư cho hỏi là khi ông tôi mất không có di chúc, cha tôi mất, chú tôi tranh chấp tài sản của ông nội, tôi là người cháu có giành lại quyền lợi của mình với tài sản của ông tôi là hay không? Được chứ, nếu mà cha mà mất trước ông nội thì bây giờ là cha hưởng thừa kế thế, là bạn là sẽ người là người hưởng thừa kế thế vị của cha từ ông nội, còn nếu mà cha mất sau ông nội đó là bạn là cái người thế quyền của cha để hưởng thừa kế từ ông nội nha. Ở đây không phải là cái chỗ là bạn đang tranh chấp với chú, mà là bạn đại diện cho cha tranh chấp với chú. Đấy, chính xác là vậy. Cho nên là cháu vẫn được quyền tranh chấp nha. Mà mình tranh chấp với vai trò là cái người đại diện cho cha của mình. Có bạn Mai nè, nó là luật sư nước Việt Nam đại diện cho thân chủ ra tòa, đa số là xin hội đồng xét xử giảm án cho dù bị can không nhận tội. Bạn nói không đúng. Tôi mới vừa ví dụ xong vụ án ông Chấn Nén đó, luật sư ra tòa cải không tội đó, và cuối cùng họ là vô tội đó, đúng không? Cái vấn đề đặt ra là mình phải xem coi cái vụ án đó thật sự có tội hay không cái đã. Còn nếu như mà mình mà thấy rằng vụ án đó là có tội thì làm sao mà cải là vô tội được? Cho dù thân chủ không nhận tội, nhưng bản thân mình là luật sư và là mình phải nắm được thật sự thân chủ có phạm tội hay không. Bây giờ thân chủ phạm tội mà thân chủ cứ nói rằng là không phạm tội thì làm sao cải, đúng không? Ở nhà là bạn có gia đình không, có đứa con hàng cấp tiền, có bao giờ mà cái đứa con đó bạn nói rằng là con ăn cắp tiền của ba để làm gì thì nó có bao giờ nhận tội không? Không. Mình phải có cái nhìn nó là khách quan, chứ mình đừng có bao giờ mà mình có một cái nhìn nó không chính xác. Bạn Lai Host nói là bà Lan đã bồi thường sao không khoan hồng, làm thiệt hại 677.000 tỷ, bồi thường 1 tỷ thì có khoan hồng đó. Tòa án đã có xem xét đó, là có nhiều thành tích đóng góp, rồi là có bồi thường khắc phục hậu quả đó. Mà bây giờ đó là 677.000 tỷ với 1 tỷ đồng thì xem như thế nào? Xem như thế nào là cho rằng là có xem xét. Nè các bạn, hồi nãy bạn Mai gì đó mới hỏi á, cái ông Đỗ Hữu Ca hôm qua đó, ổng là không nhận tội luôn đó, đúng không? Ông Đỗ Hữu Ca hôm qua đó ổng không nhận tội luôn đó, ổng nói không, tôi giữ tiền thôi, tôi không có tội. Sau một đêm nhận tội, tự ông ấy khai luôn đấy. Rồi cuối cùng theo như quý vị, thân chủ như vậy đó, rồi hôm qua ông luật sư như thế nào? Có phải là luật sư là đang ở tình thế là bị thân chủ gài ngược lại không? Quý vị có thấy không? Tôi nói để quý vị hình dung. Mình phải cùng với thân chủ nói sự thật cho nhau hết, để mình tính toán được cái bài toán tại tòa. Nếu thật sự là mình không có tội, là mình phải nói thẳng với luật sư mình rằng là tôi không có tội. Còn nếu như mình là có tội thì cũng phải nói rõ với luật sư rằng là tôi có tội, để luật sư mới là liệu phương án pháp lý để bào chữa cho mình.
Thật ra luật sư hôm qua cãi cho ông K đó là vị luật sư đó là đang bị rơi vào thế kẹt, thế rất kẹt. Mới hôm trước thôi ông K là không nhận tội, nhận hay không là quyền của ông K chứ, đúng không? Lúc đó là luật sư là có phương án bào chữa là không phạm tội đó, nhưng mà qua một ngày một cái ông K nhận tội là luật sư phải đổi phương án lại liền, là gì? Là bào chữa giảm nhẹ tội. Gì thấy không? Hôm qua là ông K đang làm khó cho luật sư của mình đấy, cho nên là cái anh hồi nãy nói là không chính xác. Đâu phải là lúc nào là thân chủ không nhận tội mà luật sư bào chữa theo. Xin thưa rằng là cái đó là anh đang hiểu sai về cái tình tiết của vụ việc, anh đang nhìn một cái hiện tượng mà anh đánh giá về cái bản chất không đúng. Quy thấy rõ ràng hôm qua đi, ông K là cái người đang làm khó cho chính luật sư của mình. Có bạn Nguyễn Phương Vũ có hỏi tài sản nhà đất trong gia đình bán nhà có cần anh em trong gia đình ký tên hết hay không? Nó có hai trường hợp: nếu tài sản đó mà của người nào đứng tên cá nhân của họ thì họ có quyền tự bán, còn nếu trường hợp nào mà đứng tên là hộ gia đình thì tất cả những người có tên trong hộ phải ký. Nó có hai trường hợp. Có nhiều người, tôi nói quý vị nghe nè, mình á, là phải có một cái nhìn nó khách quan nhất là như thế này nè. Không phải khi khổng khi không mà cơ quan điều tra họ điều tra vụ án, quý đồng ý không? Không phải tự nhiên mà cơ quan điều tra họ điều tra vụ án, nó phải có cái gì đó người ta mới điều tra chứ. Bây giờ đi, người bình thường đang ngồi nhà không có ai mà rảnh đi vô mà mời người đó đi điều tra vụ án hết. Nó phải có cái gì đó người ta mới có cơ sở, người ta mới điều tra vụ án. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là lúc điều tra vụ án đó, là luật sư và thân chủ là phải là cùng nói rõ sự thật với nhau để tính toán phương án. Bây giờ đó, thân chủ bản thân là có tội nhưng mà luôn luôn nói rằng là mình vô tội, rồi làm sao mà cãi được? Bây giờ chứng cứ rành rành đó là sao cãi, chỉ có là cái giảm nhẹ tội thôi. Ví dụ như trong trường hợp của ông K đi đó, ông K nhận tiền 4 lần rồi hứa là chạy tội cho anh ta, bằng chứng nhân chứng rành rành đó, rồi làm sao mà cãi là vô tội được, đúng không? Và chứng minh một điều nữa là gì, là qua ngày hôm sau ông K tự nhận tội luôn, tự nhận luôn. Đã vì thấy trường hợp này là luật sư là cũng phải là theo không kịp tình huống đó, vậy thì bào chữa làm sao? Cho nên ở đây đó là một số anh chị có nhận định đó là sai về cái nghề. Có bạn vòng quanh thế giới TV mới hỏi tôi là di chúc không có công chứng có giá trị pháp luật không? Tùy theo tình huống, không công chứng vẫn có giá trị pháp luật. Còn bạn Rô Trần, tôi thấy ở xóm của tôi
Có tiền là được tất cả luật sư ơi. Về dân sự, xin chúc mừng sớm của bạn. Tôi thì tôi không có suy nghĩ đó. Chúc mừng sớm của bạn. Có bạn Mai hỏi tôi tiếp nè. Tôi muốn hỏi ông, nếu vậy thì ba người làm việc cho CEO Nguyễn Phương Hằng và ông Tiến sĩ Quân bị tuyên án như vậy là đúng không? Ý kiến của ông như thế nào? Có dám trả lời thật không? Không thích trả lời. Không thích. Với những câu hỏi như thế này là không thích trả lời. Đúng không? Tôi mới hỏi ngược lại nè. Cái bạn Mai này á, có biết tôi tham gia vụ án của chị Hằng không? Thì tôi hỏi ngược lại nè, có biết tôi tham gia vụ án đó không? Biết không? Và có biết tôi nói những gì ở ngoài phiên tòa không? Đúng không? Mình đang có cái suy nghĩ, mình suy nghĩ đi, mình đi hỏi người ta mà mình không biết rõ về người ta, và mình là có một cái nhìn nó tiêu cực về pháp luật, xong đã đời rồi bây giờ thì đặt cái câu hỏi gì đâu không? Chị Diễm Trần có hỏi là luật sư cho hỏi trong sổ đỏ có ghi chú là đất Hương Quả, sổ đỏ mà có ghi đất Hương Quả là sao? Tôi học chưa gặp trường hợp đó bao giờ hết, cái đó thiệt tình. Sổ đỏ ghi đất Hương Quả là sao? Là đất ông bà để lại đúng không? Cái đó không có rành nha, tại vì trường hợp đó tôi phải coi kỹ lại cái việc mà cho tặng đất như thế nào, chứ cái đất mà ghi là có chữ Hương Quả tôi chưa gặp bao giờ. Anh Lê Minh DT đúng rồi đó, cha nội Mai này là rận nè, có khi mạnh hay miếng xài nít giả. Đúng rồi, tự nhiên đi hỏi tôi tò tim vậy đúng không? Trời đất ơi, coi kênh của tôi phải tự nhận định được chứ, tự nhiên cái hỏi tôi. Những người đặt cái câu hỏi vậy thường thường ít trả lời lắm. Thôi 1 tiếng rưỡi rồi, thôi hôm nay mình ngừng ở đây không quý vị ha. Chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục gặp nhau. Tôi sẽ vẫn tiếp tục cái câu chuyện là chia sẻ một số vấn đề pháp lý, các câu chuyện ở ngoài xã hội. Xong rồi tôi sẽ tiếp tục là tư vấn pháp luật cho người dân của mình. Quý vị, chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc. Anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp, hoặc là có vụ án nào đó muốn nhờ tôi tham gia bào chữa, có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Một là gặp tôi, hai là gặp luật sư Hiền bà xã tôi, sẽ là người tiếp chuyện đặt lịch với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.